bộ APPF Hà Nội về tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương đã chính thức được thông qua tại phiên họp toàn thể thứ tư của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 diễn ra vào chiều nay. Phiên họp toàn thể 4 về các vấn đề của APPF thảo luận về vai trò của APPF trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững và tăng trưởng cho tất cả ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị đã nhất trí quốc hội Campuchia sẽ giữ chức chủ tịch APPF và đăng cai tổ chức APPF 27 vào tháng 1 năm 2019 tại Siem Reap. Đặc biệt, tại phiên họp thứ tư này, các nước cũng đã thống nhất thông qua nghị quyết Tuyên bố APPF Hà Nội về tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Tuyên bố này đánh dấu 25 năm thành lập và định hướng tương lai của diễn đàn trong thập niên tiếp theo đến năm 2030 đánh giá những thành tựu nổi bật trong 25 năm qua, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển bền vững ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Tuyên bố, APPF Hà Nội cũng cam kết sẽ tiếp tục tinh thần của các tuyên bố trước đây, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sự đa dạng về thể chế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, tôn trọng các nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.